Tiếp tục cái series hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tạo tài khoản Hoàn Tín ha. Thì hôm trước mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để chúng ta bấm vào để chúng ta rank ra những cái tài khoản có cái tín dụng. Thì cái đường link này hôm trước mình có chia sẻ rồi. Nếu như bạn nào mà chúng ta chưa có nhận được thì các bạn có thể comment bên dưới nhé. Sau khi mà các bạn đã tạo một cái tài khoản và nó sẽ hiện giống như cái tài khoản trên màn hình của mình nhé. Các bạn nhớ nhé, và tài khoản của chúng ta phải có cái biểu tượng là tiết kiệm Hoàn Tín này thì nó mới là đúng cái tài khoản Hoàn Tín nhé. Đấy, và các bạn nhớ là phải tạo tài khoản mới. Thứ hai nữa là gì? Các bạn phải đọc kỹ cho mình nhé. Tài khoản Hoàn Tín nó có rất là nhiều loại. Có loại Hoàn Tín shop, Hoàn Tín cho vị trí quảng cáo. Và các bạn phải kiểm tra cái ngày hiệu lực và ngày hết hạn của chúng ta nữa. Và mức quy đổi cái hạn mức tín dụng tối đa. Ở đây thì cái chiết khấu tối đa cho cái tài khoản này là 2,4 triệu, khoảng 100 đô. Ở trong này ấy, thì nó sẽ có một cái, đó chính là gì? Cái phần thao tác. Thì các bạn click vào cái loại Hoàn Tín. Khi mà các bạn tạo ra xong á, thì các bạn sẽ thấy được là đây là các cái vị trí đặt quảng cáo này. Các bạn đọc cho mình này. Và các bạn nhớ này, đây là các cái vị trí mà chúng ta chạy quảng cáo sẽ được ghi nhận cái tín dụng. Và sau khi mà các bạn chạy và chi tiêu á, các bạn phải chi tiêu thật là nhanh nhé, bởi vì nó có một cái mốc là mốc thời hạn. Ví dụ như cái tín dụng này nó sẽ hết hạn vào ngày 20 tháng 2. Khi mà các bạn tạo ra tài khoản ấy, thường chúng ta sẽ có khoảng 14 ngày để chúng ta chi tiêu đạt mốc thì mới nhận được cái Hoàn Tín. Thế nên là khi mà các bạn tạo tài khoản quảng cáo xong rồi ấy, thì các bạn cố gắng là chạy quảng cáo và chi tiêu nhiều để chúng ta đạt được cái mức này trước cái ngày hết hạn để chúng ta có thể khai thác cái Hoàn Tín này nhé. Bạn nào mà muốn nhận cái đường link để rank tài khoản Hoàn Tín thì các bạn có thể comment bên dưới nhé, hoặc là inbox cho mình. Cảm ơn các bạn.